Hello mấy bạn vẽ trang phục thế này. Đừng lo, ở đâu có người vẽ xấu, ở đó có người vẽ xấu nhất. Đầu tiên, mọi người vẽ cho tôi một trái tim trong sáng, nhưng phải ngược lại nha. Sau đó kẻ một đường ngang để vẽ vai cho đều. Ở đây sẽ là hông. Bên dưới vẽ hai đường thẳng và một dấu ngã. Hai tay thì mọi người vẽ như tôi cho đơn giản nè. Rồi giờ vẽ nốt vài nét để làm rõ chiếc áo là được rồi. Cuối cùng là làm mờ tranh và đi nét lại cho đẹp hơn là xong nha. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè thiệt là vui. Và cũng chúc 2K8 cùng 2K5 thi tốt nhé. Những bạn nào nghỉ hè thấy chán thì cùng học vẽ với tôi đi. Đơn giản vài o.